Tiếp chị. Ngày ăn sữa chua đây. Ngày riêng đi ngày cả ngày sắp đi ngày ăn sữa chua như thế này. Cầm tay ăn. Sao lại có người cầm sữa chua như thế, múc ăn như cầm tay quá. Khủng. Cái khủng khiếp. Úi trời. Úi trời. Chắc đi lấy thìa xúc cho miệng con. Xúc lại cầm như thế con. Đúng rồi, xúc cho miệng. Low fat yogurt. Xúc cho vào miệng con. Cái này là non fat. Non fat. Úi giời, bốc làm sao được con. Nó chân nào mà. Nhà khoa học gì như thế. Úi giời. Nhà khoa học gì nói chân này là chân nào. Đây là chất gì. Đây là chân nào. Đây. Úi giời ơi. Sao cứ phải bốc ra ngoài mới xúc cơ. Xúc cho miệng. Rồi chưa. Úi giời. Kinh. Công cán mà. Công cán chưa. Úi giời ơi. Charlie. Xúc. Con lấy thìa xúc cho miệng. Charlie. Lấy thìa xúc không. Trang Ly con lấy thìa xúc nha. Con lấy thìa xúc. Con lấy thìa xúc cho miệng nào. Con lấy thìa xúc cho miệng. Mặt gọi là bốc gọi ra bàn rất là chăm chú. Úi, bốc ra được giống cơm đâu con. Hết một bát cơm rồi. Thực hành ăn thìa. Úi, úi sao? Sao rồi? Lấy xuống rồi. Thuốc đây. Cô ta thì